Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, đến hôm nay 22 tháng 9, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở Nghệ An như là thành phố Vinh, các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò, khiến cho nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trên 1 mét, các tuyến đường bị chia cắt. Gần 400 trường đã phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho biết, tại địa phương đang có mưa lớn. Thị trấn Giót và một số xã như Quỳnh Tam, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Mỹ đã ngập cục bộ. Một đập nước ở xã Quỳnh Tam có nguy cơ sạt hàng chục mét nên địa phương đã di rời hơn 100 hộ dân vùng hạ du ngay trong đêm. Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn khiến các xã bị ngập sâu chia cắt. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học. Một người dân đã mất tích khi đi đánh cá. Trong khi đó, thì các huyện miền núi như Con Cuông, Anh Sơn cũng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường nước ngập khiến việc sinh hoạt đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, tính đến trưa nay 29 tháng 9, toàn tỉnh có gần 400 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, tại huyện Quỳnh Lưu và Tân Kỳ, tất cả các học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Mưa lớn đã khiến cho các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó, huyện Con Cuông. Các tuyến giao thông như là quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương cũng bị ách tắc. Và đặc biệt là tuyến quốc lộ 48, 48E, 48B, 48D cùng với nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt do sạt lở đất và ngập sâu từ 0,5 cho tới 1 mét.